San xin kính chào cả nhà. Hôm nay San sẽ giới thiệu tới cả nhà một mình một lô đất nền, mua đất tặng nhà, tọa lạc tại đường Nhựa Chính, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai nha. Lô đất này là ngang 7m, dài 30m. Đây, đằng sau nó là đây nè, từ bên này đi qua ngang 7m. Có sẵn một căn nhà, nhà tạm như vậy nha. Dài 30m, mặt tiền đường Nhựa Chính, Phú Điền. Chủ đã làm sẵn cột bê tông rồi nè, từ đây đi ngang qua là đất của mình, ngang 7m, dài 30. Cách chợ Phú Điền tầm có 100m thôi. Sổ riêng có 100m đất ở. Hiện tại đường này đang làm công thoát nước, chuẩn bị phóng đường lớn nha quý cô chú anh chị các bạn. Nè, đối diện mình là một con hẻm vào. Bên này cũng có một con hẻm nữa, dân cư ở đông đúc. Ở đây là mình có thể bán cơm hoặc là cà phê, phân bón, tạp hóa đều được nha. Đường Nhựa Chính này nè, đây vị trí lô đất. Cây cột này đi ngang qua 7m. Mình nếu mà mình muốn đập đi xây lại, mình xây nhà khác cũng được. Hoặc là mình để đây mình đập cái bờ tường này đi nè, rồi mình buôn bán gì cũng được ha. Vị trí rất là đẹp luôn, mặt tiền đường Nhựa Chính, Phú Điền luôn. Đường thông thương, ô tô xe máy chạy thoải mái ha. Khu dân cư ở đông đúc này. Đường này đường Nhựa Chính luôn nha. Quý cô chú anh chị các bạn, quý nhà đầu tư có nhu cầu xem đất thì liên hệ San nha. 0908390992. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video sau.